Đỗ Dinh xin chào các bạn nhé. Trong thời gian tôi về thăm huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, anh em làng chơi sinh vật cảnh có giới thiệu chúng ta cùng nhau giao lưu với một cơ sở vừa kết hợp bonsai nghệ thuật, vừa sản xuất kèn đồng và cây cảnh. Đó là cơ sở Hằng Hưởng, địa chỉ xóm 10 Tân Tiến, xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Đây là số điện thoại để chúng ta giao lưu. Và với hình ảnh một tác phẩm bonsai bên cạnh một cái kèn đồng lại gợi nhớ cho Đỗ Sinh một cái cuốn album, đó là bonsai với âm nhạc. Đẹp quá. Chúng ta sẽ xây dựng hai cuốn video. Cuốn thứ nhất là những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tại cơ sở Hằng Hưởng, và cuốn thứ hai là cơ sở sản xuất kèn đồng Hằng Hưởng, để chúng ta được chia sẻ, được giao lưu với cái kỹ thuật làm một cây kèn đồng tại đây. Đây là số điện thoại của Hằng Hưởng để chúng ta giao lưu. Vâng, chúng ta đến với cuốn video thứ nhất là bonsai Hằng Hưởng. Vâng, xin chào anh Hưởng nhá. Vâng, chào anh Hưởng. Qua cái giới thiệu của anh em làng chơi trong hội sinh vật cảnh Hải Minh, tôi được biết là nhà mình chơi cây cũng nhiều và làm kèn cũng giỏi, đúng không anh? Vâng. Vừa là bonsai nghệ thuật, vừa là chế tạo ra những cây kèn đồng để phục vụ ngành âm nhạc. Rất là tuyệt vời. Đấy. Đấy, tiếng kèn chúng ta đã nghe thấy rồi. Trong đó các anh vừa sản xuất vừa thử luôn. Thử từng nốt, từng âm để kiểm tra chất lượng của cây kèn. Đấy, hôm nay là tôi sẽ chia thành hai cuốn video. Cuốn thứ nhất nói về cây thôi, và cuốn thứ hai nói về những cây, những cái chiếc kèn. Đẹp quá. Đặc thù cũng chủ yếu là những cây xanh. Tôi sẽ chọn với các bạn một số những cái tác phẩm nổi trội hơn cả. Đây thì có cả những cây phôi. Vâng, không chỉ nói về xanh Nam Điền, chúng ta nói về một cây xanh quê thôi. Có cái nét đẹp rất độc đáo đây, một cây xanh quê. Đấy, một cây xanh quê nhìn rất là bóng cây rất đẹp. Trên này các anh đang che cái lưới xanh, cho nên là ít nhiều cái khung hình nó cũng cái màu sắc nó cũng ảnh hưởng đấy. Bởi vì dưới lá xanh thì thường nó hay có những cái màu xanh nhiều hơn, những cái màu khác nó trội lên. Đấy, cây xanh đẹp quá. Anh đứng cạnh cây xanh tôi làm một kiểu ảnh ấy nhỉ. Anh Hưởng với tác phẩm của mình. Chụp nhá, nhìn đây cái chụp đây. Xong rồi. Vâng, chúng ta yêu cây cảnh, yêu cây kèn đồng, liên hệ với anh Hằng Hưởng qua số điện thoại mà cái phút đầu khi đến tham quan tôi đã đăng tải. Vâng, vâng, chào các anh. Có lẽ là ở Hải Minh có duy nhất cái cơ sở nhà mình là làm kèn đồng đúng không anh? Không, có mấy chỗ. Có mấy chỗ kìa? Vâng ạ. Vâng. Mà mấy năm đã
Trong gia đình nhà mình thôi ạ. Vẫn là những cái nghề bí quyết, những cái gia truyền. Mặt sau của cây xanh này đẹp quá này. Mặt sau nhìn lại liền lạc hơn. Để tôi lấy từ xa một chút. Vâng. Tổng thể của cây xanh phía mặt đối diện này đẹp quá nhỉ. Anh đưa vào cái bể này cũng vừa khéo, vừa vặn. Cái bể nằm trọn trên cái bề rộng của cái mặt bể, quá đẹp luôn. Và có một cây xanh quê tố chất được như thế này quả là rất lâu, bởi vì làm xanh quê lâu hơn xanh điền nhiều. Cây này có giao lưu không anh ơi? Dạ chưa bác ạ. Chưa giao lưu à? Vâng ạ. Và cho nên tôi không dám hỏi giá nữa. Đẹp quá. Cây này càng chơi càng đẹp. Càng chơi nó càng cô, càng già đét lại. Đến tầm này thì độ tuổi cũng khá cao rồi đấy chứ. Tuyệt vời quá, cây xanh cổ. Vâng, đấy, những khách hàng đến nhận lại những cây kèn, cây thì sửa và cây thì mua mới trên khắp mọi vùng miền. Tôi có gặp các anh từ Hạ Hòa, Phú Thọ, rồi thị xã Phú Thọ cũng đã tới đây để làm những cái hợp đồng rất lớn về những cây kèn đồng. Tiếp đó là những cây phôi. Đây là phôi của một cây xanh tán tầng. Vâng, có những cái phôi của những cây tán tầng, có những cái phôi của những cây trực liên chi. Các anh hạ thấp chiều cao của cây xuống, biến cây đi, rất hay. Đấy. Và đây là cái phôi tán tầng tiếp theo này. Và đây là cái phôi xanh của cây xanh cổ, một cái bệ đế rất là tuyệt vời. Các anh đang tạo dáng lại, đang thu lại tay chi, cực giả, giả vàng óng, giả đanh lại luôn. Và tôi thấy gia đình anh Hưởng Hằng vừa mới đưa về một cái bệ si được đặt trên cái bể từ năm 1982, bể cũ. Một cái bệ si khá đẹp. Không vậy nhưng mà nó có cái mình chưa quen cái đồ này, nó sẽ nó có cái hay riêng anh ạ. Long ơi, đây chú Bảo đi xem Hoàng Gia. Nói về xã Hải Minh, riêng trong tỉnh Nam Định cũng như ở Hải Hậu, đây là một cái địa phương mà có cái làng nghề rất tốt, phát triển kinh tế rất là đồng đều, nghề gỗ, nghề khảm, nghề làm kèn đồng, nghề cây cảnh. Cành vừa đưa lên trên một cái bể này cho nên là vẫn bao ni lông xung quanh để dưỡng cây, để tạo rễ. Phôi si đẹp đấy. Những cây xanh bám đá.
mấy cả cái phạm vi nhà nó đẹp. Ồ, kia mình có một căn nhà. Nhà trên là nhà gỗ đúng không? Vâng ạ. Vâng. Cái nếp nhà gỗ nhìn kỳ đài. Kỳ đài đích mạnh. Vâng. Hay quá nhỉ, cái không gian chỗ này. À, trước khuôn viên là của một căn nhà gỗ. À, đó là một kỳ đài Đức Mẹ. Mẫu tử. Vâng, kỳ đài Đức Mẹ với một bức họa biểu tượng mẫu tử. Bức tượng này nguyên liệu bằng xi măng trắng và xi măng trắng. Phải nói là bàn tay nghệ nhân điêu khắc. Nặn vẽ lên cái bức tượng, tạo nên một cái bức tượng rất là có hồn. Đẹp thật đấy. Tỉnh mẫu tử. Và với hình ảnh này, Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video thứ nhất. Chúng ta vừa tham quan không gian vườn cảnh Hằng Hưởng tại xóm 10 Tân Tiến, Hải Minh, Hải Hậu. Cơ sở Hằng Hưởng còn có một cái phân xưởng làm những cây kèn đồng rất là xuất sắc. Bây giờ Đỗ Sinh dành cuốn video tiếp theo, chúng ta thăm cái phân xưởng làm kèn đồng, sửa chữa kèn đồng tại đây.